Anh không biết bao nhiêu sao trên trời, anh không biết cuộc đời mãi ra sao. Dù xa lâu dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lại, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi... Xin chào tất cả khán giả của Thế Giới Văn Hóa. Thực sự thì hôm nay Dương rất là vui khi lần đầu tiên là họp báo và được rất nhiều sự ủng hộ của tất cả các bạn, cũng như là các anh chị nghệ sĩ, cũng như là các anh chị em phóng viên báo đài đã đến đây giúp đỡ cho Di Dân. Và rất là vui khi ca khúc này đã được rất nhiều bạn yêu thích và ủng hộ cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là Di Dân cho ra mắt MV, và mong là tất cả mọi người sẽ ủng hộ MV của Di Dân cũng như những sản phẩm kế tiếp của Di Dân nha. Cảm ơn mình nhiều. Thực sự thì qua cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát thì Di Dân học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ những anh chị đi trước, cũng như là các anh chị em đồng nghiệp của mình. Và Di Dân nghĩ là mình sau này thì sẽ, đây cũng là một bước đệm để Di Dân có thể lớn sang dòng nhạc mà về sau này Di Dân theo đuổi là nhạc bolero. Và qua cuộc thi này thì Di Dân thấy Di Dân cũng trưởng thành lên rất nhiều, và có nhiều tư duy nó nói chung là nhiều tư duy nó tốt hơn. Và rất cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho Di Dân, và Di Dân hứa là sẽ đem những gì tốt nhất, những sản phẩm nào tốt nhất, những gì hay nhất dành cho tất cả mọi người để không bù lộ một mọi của tất cả mọi người. Di Dân sẽ cho ra tiếp theo là những bài nhạc trẻ cũng là cũng giống như vậy, chứ thực hậu sự Di Dân không có lấn sang dòng nhạc bolero, nhưng Di Dân sẽ cho ra những sản phẩm bolero để cho những khán giả lớn tuổi, những cô các những chú mà đã theo dõi Di Dân trong cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát vừa rồi ủng hộ Di Dân thật nhiều, thì Di Dân sẽ cho ra những bài nhạc đó để cho tất cả mọi người cùng nghe, chứ Di Dân không lấn sang dòng nhạc bolero luôn, tại vì độ tuổi của Di Dân bây giờ còn đang rất là trẻ và Di Dân vẫn chưa muốn. Di Dân xin cảm ơn tất cả khán giả của Thế Giới Văn Hóa, và hy vọng rằng MV lần này Việt sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn, được yêu thích nhiều hơn, và mong đầu tất cả mọi người luôn dõi theo Di Dân và ủng hộ Di Dân trong những nhận định tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây, em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là